đơn xin ứng cử đại sứ du lịch của ông CEO. kính thưa các bác, là em cứ thưa chung chung vậy, có khi còn ăn chắc, chưa thưa một hai bác nào đó có thẩm quyền cụ thể thì chắc gì đã đến tận tay. em xin trình bày nỗi bức xúc cũng như nguyện vọng của em. đầu tiên là bức xúc, nỗi bức xúc này xuất phát từ trách nhiệm công dân và sự thông cảm với các bác. tại sao các bác? cứ phải vất vả bảo vệ cho một cô nào đó mà cuối cùng cái cô người mẫu ấy cũng từ chối không tiếp tục làm đại sứ du lịch. Em hiểu là các bác đã cố công dựng một biểu tượng thì các bác phải giữ cho bằng được. Khổ thân các bác quá. Khi cô ấy gây ra scandal thì các bác phải vượt qua dư luận mà trả lời rằng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến vai trò đại sứ du lịch của cô ấy cả, hơn nữa việc của cô ấy chủ yếu tiếp xúc với nước ngoài họ biết gì mình đâu mà sợ phải em thì em cũng làm như vậy đã đâm lao thì phải theo lao nhưng vì cô ấy đã tuyên bố từ chối tất nhiên là em không chắc liệu ít hôm nữa cô ấy có quay lại mà trả lời rằng tôi đã từ chối nhưng mọi người vẫn tin nhiệm nên tôi không thể phụ lòng mong mỏi nhưng giờ đây các bác lại phải tiếp tục đi tìm cho mình một đại sứ nữa mà như em thấy các ứng cử viên vòng cuối đều là nữ. Em cực lực phản đối, bởi những lý do sau. Thứ nhất, theo như các bác, những ứng, ứng viên này đều không sáng giá bằng nữ đại sứ du lịch vừa xin nghỉ, mà làm việc dưới cái bóng của người đi trước rất mệt. Thứ hai, việc này cần sức khỏe, nên các bác hãy thay đổi quan niệm mà để đạt em, bởi em có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất, nếu chọn em sẽ không đụng hàng với thế giới các nước bạn có thể đề cử diễn viên hoa hậu những người nổi tiếng như vậy đụng hàng chán chát nhảm quá các bác ạ một xe ôm như em làm đại sứ du lịch mới gây tò mò mới làm cho thế giới để ý nhân đó các bác mới có cơ hội mà quảng bá du lịch xe ôm là phương tiện giao thông rẻ tiền dành cho người có thu nhập thấp có nghĩa là nước ngoài họ sẽ bỏ đi cái ý nghĩ trong đầu rằng chúng ta chỉ biết chặt chém khách điều đó rất phù hợp với tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu quá có lợi phải không thưa các bác thứ nhì em chỉ là xe ôm không phải ngôi sao cho nên đời sống gia đình của em cứ yên ả à, như đánh tá là các bác không phải lo nay lên báo mai lên đài thanh minh thanh nga về sự cố lộ hàng bởi từ khi lấy vợ đến nay em chỉ lộ hàng duy nhất với vợ. Đến đây các bác lại bảo, nếu không lộ hàng thì lấy đâu ra ảnh hưởng với truyền thông? Ồ không sao, một khi các bác đã có thiện trí thì thiếu gì cách. Chẳng hạn như nay thì đăng bài, phải chăng đại sứ xe ôm ngày trước đã là từng là giang hồ, mai lại là một bài, tuyệt chiêu lái chân bằng xe của đại sứ xe ôm. Mốt thì có phóng sự về cuộc sống hạnh phúc của gia đình em, tuy đã làm đến đại sứ du lịch rồi mà tối về vẫn chăm sóc vợ con, vân vân và bay bay. Em đảm bảo là sẽ gây được ảnh hưởng, thậm chí theo mặt tích cực, làm hình ảnh em lung linh huyền ảo như ba ngọn nến rưỡi. Tuy nhiên, sẽ có ý kiến cho rằng em sống khổ quen lâu rồi, đến lúc sung sướng sẽ sinh ra tâm lý hưởng thụ, trả thù cho những ngày cơm nắm muối vừng, đứng vêu miệng chờ khách. Các bác lo gì đâu? Nếu em có xa đoạn như thế thì cứ xa thải em ngay và luôn em chỉ là xe ôm, không có hiệu ứng gì xấu. Rồi các bác lại kiếm một chàng xe ôm nào chưa xa đoạn mà thay thế. Chúng em đi nắng cả ngày, ông nào mà chả đen sạm, chả cháy nắng giống nhau, đảm bảo khách du lịch sẽ không nhận ra sự thay đổi. Đỡ cho các bác hỏi về thanh minh thanh nga sự bảo vệ cho ngôi sao của mình. Thời gian đó các bác sẽ làm được nhiều việc tốt hơn như đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý các điểm du lịch cho chặt nếu các bác muốn thứ ba, em có thể đại diện cho giới giao thông mà trong du lịch hành trình là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Các bác thử nghĩ xem, khi dân số đô thị tăng đến chóng mặt, đắc đường xảy ra liên miên, thì xe ôm là một trong những phương tiện giao thông nhanh chóng nhất. Chỉ có chúng em mới dám phóng nhanh vượt ẩu. Chẳng may có quyệt nhẹ vào ai thì người ta cũng bỏ qua. Chẳng may gặp người nóng tính thì chỉ cần gãi đầu gãi tai mà xin anh chị đừng chấp em làm xe ôm tội nghiệp làm gì có tiền thế là lại hàng say đi tiếp hình ảnh người xe ôm dễ mến lúc nào cũng cười khi được đăng lên tờ trời, em cho rằng hiệu quả rất cao đấy các bác ạ nhiều khi khách du lịch đến với chúng ta chỉ để thử cảm giác mạnh khi đi xe ôm để họ đỡ thấy nhàm chán và em sẽ cho họ thấy rằng du lịch mạo hiểm chính là đây họ sẽ rất sung sướng khi được đi trên vỉa hè chạy ngược chiều cắt đầu xế hộp những điều mà nếu họ không sang ta du lịch họ chỉ dám nghĩ đến trong mơ hơn đứt mấy cái trò leo vách đá đi ngược ác nhiều thứ tư mà điều này em ăn biết các cái ngôi sao lớn là em rất thuộc đường xá em thấy các bác cũng lạ làm du lịch là phải thông thạo các ngõ ngách các địa điểm mới đúng chứ với kinh nghiệm bao nhiêu năm xe ôm từ khi ra trường đến nay. Do đi đâu cũng bị cặng bậc con ông cháu cha len vào, mặc dù em tốt nghiệp với tấm bằng đỏ. Em xin khoe hàng một chút. Là em thuộc đến từng số nhà, từng con hẻm, từng nơi có cảnh sát giao thông, từng ca trực của, của đội 141. Các bác thử tưởng tượng xem, khách du lịch sẽ vui vẻ biết bao nhiêu nếu trên đường đi được em kể hết chuyện nọ sang chuyện kia, từ chuyện Cô bé nhà số 5 ngõ 9 đi nạo thai mỗi lần một năm, đến chuyện có ông chúng đề vui quá lăn dặn đột tử như thế nào. Như thế, khách mới thấy gần ngũi, mới là thân thiện, mới tỏ ra là mình hiếu khách. Bởi vì đa phần khách du lịch đến thăm đất nước ta đều không dám quay lại lần nữa do dịch vụ kém, chặt chém, chăn dắt khách, thậm chí xảy ra tai nạn chết người do phương tiện vận chuyển không an toàn, cho nên chỉ có em là tác nhân duy nhất khiến khách có thể quay lại. Em xin bật mí tuyệt chiêu của em. Khi dẫn khách, em sẽ kể cho khách đủ chuyện trên trời dưới biển. Nhưng mà chỉ kể đoạn đầu, hẹn khách lần sau quay lại sẽ kể nốt. Chỉ còn mỗi cách ấy là có thể kéo khách trở lại thôi. Bởi vì nhiều lần khi chờ khách Tây đi dạo, họ đã thề với lòng là nếu kiếp sau có là người, họ cũng không dám quay lại nữa có khi chỉ vì lý do rất đơn giản họ hỏi chúng ta có bệnh cam đai à ai đó nói thật là không đó là biển cấm đái bậy viết không có dấu thành cam đai bay mà bay tiếng anh là vịnh thà nổi sao thật thà thế không biết em cũng định kể thêm một số lợi thế nữa nhưng sợ các bác cho là em bao hoa khoe khoang nên dừng lại em chỉ nói thêm rằng em là một người có học thức như em đã kể ở trên khách du lịch sẽ rất thích thú khi được đi trên xe ôm của một cường nhân ồ không em sắp thạc sĩ rồi các bạn chả là em không xin được việc khi tốt nghiệp nơi thì bảo hết chỗ nơi thì bảo chỗ này chỉ có cơ chế bố mẹ về hưu con vào thay nơi thì bảo ít nhất phải có bằng thạc sĩ mới có cơ hội nên em đã tranh thủ đi học thạc sĩ ban đêm cứ hai triệu một môn ba triệu một luận án là có người học hộ làm mộ từ A đến Z. Điều này cũng làm khách du lịch thấy vui đấy các bạn ạ. Họ sẽ rất nể và quý chúng ta vì họ thấy rằng chúng ta rất tôn trọng khách. Khi họ sang tham quan đất nước chúng ta, họ được những trí thức đón tiếp nồng hậu. Họ sẽ kính trọng chúng ta bởi vì đến cử nhân, thạc sĩ mà còn đi làm xe ôm thì chắc là trong cơ quan công sở phải toàn tỡ tiến sĩ giáo sư trở lên như vậy vị thế của chúng ta trên trường quốc tế chẳng mấy mà vững mạnh đến đây em xin chấm dứt lá đơn em phải đi đón khách kẻo nếu không thì nồi cơm nhà em hôm nay chỉ toàn rau là rau dạo này suy thoái em mới có cơ hội ngồi viết đơn cho các bác chứ ngày trước khách đông các bác có mời em cũng chẳng làm đại sứ chi cho nó mệt